Hydra M603 đặc biệt anh em nhá. Trong hộp này sẽ có một chuột, một pin. Em này thì có dáng cầm đối xứng, khớp cho cả hai bên tay. Cân nặng thì khá nhẹ, chỉ tầm 60g khi chưa có pin trong này. Bên này thì sẽ có 1, 2, 3, 4 nút anh em nhá. Nằm bên dưới thì là mặt đọc văn phòng, có tổng cộng là 1, 2, 3 feet, 2 feet nhỏ, 1 feet dài. Dùng wireless 2.4, có receiver nằm ở trong này, pin 2A 1.5V và có công tắc nữa anh em nhé. Em này thì hợp cầm claw grip hoặc fingertip, dáng cầm cũng khá là thoải mái. Tuy là nhỏ nên là hợp với cả anh em tay trung hoặc là tay nhỏ. Ngoài ra trải nghiệm bấm cũng khá là ok. Hai switch chuột này là hai switch silence nên là không có cảm giác chắc thai lắm. Còn con lăn và nút DPI khá là ok. Và tất nhiên rồi, em này sẽ không thể có được ở đây.